Savon Philip trong tê vị chia sầm đai phiệp dôn tàu áo nhẹ chùm nón cày bóng bóng chỉ ti cột rập an đà ra sầm đai chừng cha lục Savon Philip chia đà ra sầm đai cha phổ sai mà nè đại tay tay tổ tu ban được ca quan tro khang hai miên chùm mua bọt sầm lên khang sắp tay nở pê tâm ai nì lục cầm phong tại miên cô bầm non đỏ thom môi nở khôn ông pê ngay à nà cột cứ đam bay ở comment chấm non cày nâng snong nâng che nơi vị chia sầm đành đọc pan pro sáp đôi chia rụp lộ lộ Savon Philip đại kê tang tay cổ rụp sờ lạnh hai tang tay cọt sờ sao thả chia đà ra sầm đành chừng cha đọc miên tiếp cổ son nâng miên chấm nét chấm niên ấy lời nỉ lộ cầm phong tại riệp chom tê tờ can khumui chia pì xe nè chấm non cày yang na có đôi cà pia vì sai sao là bạn sống đây ní ở bàn lọ ở rít chỉ tên đi phần ông bình sau bê đài miền vây nâng can té chia chia từ một tàu hơi nơi con ông nụ phong đá ra sống đây trường cha đại chia đã ra sống đây cha bỏ xa cứ lột sở vinh Philip lột bàn bằng hành bầm non trong tê phần này bị chia sống đây sai phiếp dôn từ cánh không anh chùm non cỏi đại chóng khai từ chia đã ra sầm đai ngà chip nếp bếp thương ngay ả nạ cột thay một căn nè xa phô rộng miên lộp xa vinh Philip lộp bàn bình chạy thà lộp cồn nâng bạc thân ạ bổng riêng phân ai sầm đai phiệp dôn vẹn khai khai rửa dạp bếp rằm bay xa bà đà đàm bay chạy rộng lệch bọt phì sao chỉ tràn cho năm nơi khu nông sầm mô rộp hùm phiệp dôn rộ bỏ lỗ tang cầm rất chiết nâng on trả chiết nơi sống rắp không mình chùm non cỏi lột xa vân Philip lột ban bình chạy thả chắp bà đam nấm bông cứ khi nhóm nâng chỉ nẹ bóng hát đọc toa tay mà đòn tay bảo miên ca quam trô chân khi nhóm nâng ban nỉ dây chứ môi nâng mất phẹt đại chia đà ra lọc bay chân nẹ hai xong ở phụ quát nâng ạ một chỗ ruộm chui bóng hát bóng riêng đó không chùm non cày nít cứ chia riêng là o mũi đại đà ra trương trang miên cô bấm non trong tê chùm nẹt đăng phần này sẽ là bạn sầm nén tờ oi không chùm non cày bị pro thay không chùm non cày ni chia tổng pen non rồi xây đó là o ai đại thưa bố ở xa phía dôn không mẹ miên ca đi chùm rán tờ một tiết lúc xa vân Philip lúc bạn bình chạy tham mu là hết đại lúc bác thân nạc bằng đồ bằng đàn xong đánh xe phiếp dôn vẹn khơi ni cứ đòi mơ khơi đã ra thamay chồng non cõi ni nơi miên phiếp khoa khá tràn rù mình thơ lo ban cho lòng cắt vẹn bằng đọc bằng đá trầm trâu đại chưa mù là thàn cứ xong rạp ca xong đành lột bàn bình chạy tha cốt ọt miên ban cho lòng cắt vẹn sắc xa rứ có tổ tua ban ca bằng hạt bằng riêng vì riêng cho bong na môi cho bàn loa miên nây thả chôl mọc tam khní khní ảnh chẳng thơ vơ ôi ca xâm đánh mơ tơ vì chôm chôn đã ra xâm đánh lúc ní bần tơ thả ca bạc thân áp bần đọc bần đá ní có đạp bây chìa viên ca lược lang thả tua con không ai dương phía tràn chôl tam xe tam bạc bộ ní dùm đôi chứ nè cần lành rồi bọn lúc nâng khai tới chưa cần lành đọc khát cổ bích thầm mây đại chi ở vậy đại lục nâng trọng bàn mà giang vinh tiên bần to bì riêng hải nâng miên sắm mắt tập hiệp hai nụ rục lục nâng chơ rơ phụ kê châu ruộng sắm nành nơi khôn ông rương khlay khlay rà bò lục rư muôi có thọt sport bình nịch cam xem xe tiết đã bay bàn chùm nôl mọc vinh lục có bàn xong cót ngôn thả đã bay khlay tới chia đá ra mà nẹ đã miên chùm bò sắm lên nâng chia đá ra sầm đánh à chip can té trâu riêng sốt tràn pi riêng cho bỏng đòi xa tại khi nhóm nâng khơi phía tràn khơi đá ra thamay rồi thằng ngay ni để khang phá lất tờ cam quạt dụng bọc sầm đánh phía tràn cư lên mần cạt và rô pi bày mặt quạt nỉ giấy bày mỏng anh chẳng tâu việc hạt bền ní chì ca bình chạy rồi bỏ lột Savon Philip đối cho nó bỏ ra miền đi miền bản năng. Đã bây từ tôi bán ở bỏ ra miền tâm mây bằng thêm tiết xôm sát cái này lại.